Ngon quá anh thật. Ừ, ngon thiệt mày. Ngon gì ba, chưa ăn mà sao biết ngon? Bây giờ mới biết ngon nè. Nhìn thôi cũng đủ không biết ngon rồi. Thôi phút bây giờ nè. Thôi ăn đi. Vô. Vô. Nè, hôm nay buồn quá ta. Anh Cận đi đâu hồi sáng giờ không thấy trời. Cái tiệm anh nha. Nó trong trong nó mềm á. Thơm. Ăn từ thôi. Ăn dữ rồi. Tại 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 gì mày? Đi đâu ngồi đó vậy ông nội? Sáng giờ đói bụng kiếm đi ăn chứ gì? Biết bơi không mà đi xuống đó hả? Mày tưởng tao biết bơi hả? Không bữa nào tao mày bơi luôn nè. Thôi, lên đây em nói nghe nè. Rồi, ở đó đi, lên liền. Sáng giờ anh làm gì dưới đó hả? Là biết rồi, hỏi nữa. Thôi, nghe sáng giờ không có gì, đói bụng quá. Khát nước nữa. Tao cũng đi kiếm từ sáng giờ có ăn đâu. Thôi, đi đây đây, kiếm nhanh đi. Mày, ngõ đó nãy em đi rồi. Giờ còn ngõ đó đó. Sao? Đi, đi. Nói trên lưng cũng hơi hơi à. Tao cũng đói quá trời nè. Ăn không đủ no hết trơn. Từ sáng nha. Không biết tính với Cần không tiêu ta. Thế là cũng không thấy nữa. Dạ cũng hơi hơi đói. Hai anh em đi kiếm gì ăn đi. Ừ. Đi. Đi. Cần. Yeah. Nghe hôm nay trời mát mẻ ha. Có cái gì ăn nữa một cái hay là quá cháy luôn. Ê ê ê ê. Ở đằng kia có hai chai nước của ai đập bỏ đó kìa. Wow. Mà của ai ta? Ôi kệ đi. Đang cắt nước mà quất luôn. Vô. Vô. Má nước ai tội. Thôi uống đi. Cái nước quá. Vô. Ôi trời cống về mà cái chai nước uống còn gì bằng. Nước về hả? Hết sảy. Gì vậy? Quên hết thật. Hồi nãy em đâu mình ăn không à? Bỏ quên hai chai nước rẳng rồi. Ừ ha. Qua lại lấy nè. Đi. Trời trời. Hai khứa đâu ra lấy nước đủ vậy? Sửa cái lưng. Để em. Lấy nước của tao hả? Tại buông nước ấy da gì vậy nó kìa vậy sao anh Cận chạy nó chạy gì với nó đây nó chạy à mẹ nó bắn ghê của anh Cận ơi ê núp kìa có hai chai nước hồ mà làm gì dữ à tao trước nghe ừ anh bắn nước đi để tao bắn trước hả à. Ừ anh bắn đi mày hả mày hả mày tướng mày kìa tính rồi ok để em lưng mày lưng để em hả mày mày hả bội nó mang kiều quá thật ơi anh Cộng tới anh đó tới anh kìa để tao xử nó cho rồi anh này cưng cút nó mày hả cú mày mày hả con xuống mạnh quá mày ơi ừ xuống dữ thiệt cắm trong dành hả nhưng mà không sao để em lo được chết mày chứ con xuống cũng mạnh quá anh Cận ơi mày hả bụi công nhận xuống dữ thiệt không sao đúng anh nè tao lo được hết xử nó chết mày này con chết lưng ơi bắn lưng ơi chết đi con
mày. Mày hả con? Bây giờ sao anh Cầm? Chơi nó nữa chứ làm sao? Súng nó mạnh quá anh thật ơi. Tới riêng anh đi. Để anh. Trước đây. Đồ của bắp. Mày sao mày? Đại lưng ơi. Bắn mày. Mày sao mượn? Bây giờ nó bắn hoài à, giờ sao? Tao mày bắn liên anh luôn chứ làm sao? Tới liên anh kìa anh thật ơi. Tiếp, tới tao nè. Được đó. Giờ 1, 2, 3, em anh ra nè. Ok. 1 2 thì chết đi. 3 xuống nó giữ thiệt nhưng mà không sao. Anh đứng đây anh chạy em xíu nha, để em về nhà em lấy dùng nghề dứt nó. Ừ mày đi, đứng đây chờ, nhớ lẹ nha mày. Ê có thằng chạy kìa. Chắc là nó sợ hai anh em mình rồi chứ gì. Cái gì nữa. Chiếc này mày chết chắc. Anh Đạt, thấy cái gì đây không? Mày lấy cái đó đâu ra vậy? Yeah. Đi chết đi. Kêu gì đó. Chết cha. Đại bác. Đi chết đi. Gì văng người em à? Ê bác chứ cái gì? Chết mày chị con. Nhớ đăng ký nha các bạn.